Mày tính đem tụi nó đi chết hả? Anh Hùng không đánh lại nó thì ai? Ai chơi lại nó đây? Mày hả? Buồn mẹ gì? Ai cũng phải có một thời. Anh Hùng cũng vậy. Đúng mẹ nó nói gì vậy? Hả? Tao không cần biết Phong Bụi là thằng nào. Ai đụng tới anh Hùng thì bước vào xác của tao. Thằng nào theo tao, bước qua đây. Tao thấy đêm nay tới đây là đủ rồi. Mày khôn thì bỏ dao xuống, giữ mạng cho anh em của mày. Mày chui qua hang tao trước đi, rồi mình nói chuyện. Tao nói xong rồi. Mắt ra cưng coi tụi nó chết kìa. Mày đi với bọn tao đi, tao sẽ ở lại với anh Hùng. Mày nghĩ anh Hùng muốn nhìn thấy mày chết vậy sao? Tao bỏ đi một lần rồi, rồi tao nghĩ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng mà không phải. Tại vì trước sau gì tao biết tao cũng chỉ là một thằng hèn thôi, mày hiểu không? Bây giờ mày có đi không? Không thì tụi tao đi trước. Mày đi thì đi đi, nhưng mà mày mốt đừng có nhìn vô kiến nữa. Tại vì cái thằng ở trong đó là kẻ thù lớn nhất của mày. Mình sẽ chơi với tay nhớt một trận sống chết ở đây. Tao phải giết thêm thằng nào nữa. Vậy thì để tao giết mày trước. Ê!
Mày lại canh nó. Mày dẫn mấy thằng qua anh đó. Theo tao. Chạy đi.